mở khóa khuôn mặt của Pixel 4. Dòng điện thoại mới nhất của Google mang tên Pixel 4 và Pixel 4 XL được đánh giá cao với những tính năng tiên tiến, bỏ hẳn cảm biến vân tay, thực hiện mở khóa thiết bị bằng khuôn mặt để xác thực sinh chắc học, nhờ công nghệ phần cứng tiên tiến được đặt trong viền màn hình. Về mặt lý thuyết thì tính năng mở khóa bằng khuôn mặt này sẽ có độ an toàn và bảo mật ngang với Face ID của Apple. Tính năng Face Unlock của dòng Pixel 4 sử dụng các cảm biến để vẽ bản đồ 3D trên gương mặt của người dùng. Tính năng được tối ưu khả năng nhận diện. Cho phép người dùng mở khóa thiết bị kể cả khi đang nhắm mắt. Tuy nhiên, sự hiện đại này cũng đi kèm với một rủi ro, người khác có thể lợi dụng khi chủ nhân của chiếc Pixel 4 đang ngủ để có thể âm thầm mở khóa bằng gương mặt của họ và truy cập trái phép vào smartphone mà người đó không hề hay biết. Điều này hoàn toàn khác biệt so với tính năng mở khóa bằng gương mặt Face ID trên iPhone. Khi mà để mở khóa thiết bị, người dùng cần phải mở mắt và nhìn thẳng vào màn hình của iPhone hoặc iPad Pro. Apple khẳng định rằng Điều này có thể giúp tăng cường khả năng bảo mật trên các thiết bị di động có hỗ trợ Face ID của hãng.